Thuốc hạ đường huyết được sử dụng để điều trị tình trạng lượng đường trong máu cao hay bệnh đái tháo đường. Bệnh đái tháo đường tiếp 1 thường ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên, phát sinh khi một số tế bào beta của tuyến tụy không thể sản xuất đủ insulin để duy trì mức đường huyết bình thường. Điều này ngược lại với bệnh đái tháo đường tiếp 2, nơi cơ thể có thể sản xuất insulin nhưng các mô không đáp ứng tốt với nó hay kháng insulin. Trong video này, chúng ta sẽ tập trung vào việc sử dụng các thuốc kích thích tiết insulin như Suvonin Urea để điều trị bệnh đái tháo đường tiếp 2. Bệnh đái tháo đường xảy ra khi cơ thể chúng ta gặp khó khăn trong việc vận chuyển gluco từ máu vào tế bào, dẫn đến lượng gluco cao trong máu và thấp trong các tế bào mà các tế bào cần gluco như một nguồn năng lượng. Do đó, không có gluco vận chuyển vào, nghĩa là các tế bào sẽ bị đói năng lượng. Insulin làm giảm lượng gluco trong máu bằng cách liên kết với các thụ thể insulin gắn trong màng tế bào của các mô đáp ứng insulin khác nhau như tế bào cơ và mô mỡ. Khi được kích hoạt, các thụ thể insulin làm cho các túi chứa vận chuyển gluco bên trong tế bào hợp nhất với màng tế bào, cho phép gluco được vận chuyển vào trong tế bào. Ở bệnh đái tháo đường tiếp 2, cơ thể tạo ra insulin nhưng các mô không đáp ứng tốt với nó. Lý do chính xác tại sao các tế bào không đáp ứng vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng các tế bào không di chuyển các chất vận chuyển gluco đến màng của chúng để phản ứng lại. Các tế bào này do đó kháng insulin. Vì các mô không phản ứng tốt với mức insulin bình thường, nên cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều insulin hơn để có được tác dụng tương tự và chuyển gluco ra khỏi máu. Chúng thực hiện điều này thông qua tăng sản tế bào beta hoặc tăng số lượng tế bào beta và phì đại tế bào beta, nơi tế bào beta thực sự phát triển về kích thước và tất cả đều nhằm cố gắng tạo ra nhiều insulin hơn. Điều này có tác dụng trong một thời gian và bằng cách giữ mức insulin cao hơn bình thường, lượng đường trong máu có thể được giữ ở mức bình thường. Mặc dù sự bù đắp của tế bào beta này không bền vững và theo thời gian, những tế bào beta tối đa đó bị cạn kiệt và trở nên rối loạn chức năng, bị thiểu năng và nhỏ đi, cũng như giảm sản và chết. Khi các tế bào beta mất đi và lượng insulin giảm, lượng gluco trong máu bắt đầu tăng và bệnh nhân bị tăng đường huyết. Chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn về các tế bào beta tuyến tụy, vị trí hoạt động chính của Suvonin Urea. Tế bào beta tuyến tụy có các kênh ion canxi và kali trong màng của nó. Thông thường, các kênh ion kali mở cho phép kali ra khỏi tế bào beta, trong khi các kênh canxi thường đóng. Khi gluco có trong máu, nó được vận chuyển vào tế bào thông qua chất vận chuyển glute2 và gluco cuối cùng được chuyển hóa thành ATP. Thông thường, các kênh kali rất nhạy cảm với ATP, còn được gọi là kênh kali nhạy cảm ATP. Và khi mức ATP bắt đầu tăng do phân hủy gluco, các kênh kali sẽ đóng lại. Do đó, nồng độ kali bên trong tế bào beta tuyến tụy tăng lên vì nó không còn khả năng thoát ra khỏi tế bào. Điều này làm khử cực tế bào và làm kênh canxi định áp mở ra, kết quả là canxi sẽ tràn vào tế bào. Sự gia tăng nồng độ canxi bên trong tế bào gây ra sự xúc bào của các túi chứa đầy insulin vào máu. Insulin này sau đó có thể liên kết với các thụ thể insulin trên các mô khác nhau để giúp tăng hấp thu gluco. Ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, kênh kali nhạy cảm ATP không nhạy cảm với ATP, do đó ít có sự khử cực tế bào beta hơn, dẫn đến giảm giải phóng insulin. Đây là lúc Suvonin Urea phát huy tác dụng. Suvonin Urea có tác dụng tại tụy và ngoài tụy. Trong tuyến tụy, những thuốc này hoạt động tương tự như ATP ở chỗ chúng cũng khiến các kênh kali trong tế bào beta tuyến tụy đóng lại. Điều này làm tăng nồng độ kali trong tế bào dẫn đến khử cực tế bào và dòng canxi qua các kênh canxi định áp dẫn đến giải phóng insulin. Tác dụng ngoài tụy của Suvonin Urea bao gồm giảm tạo gluconeogenesis ở gan và làm cho các mô nhạy cảm hơn với insulin. Suvonin Urea chia làm hai thế hệ 1 và thế hệ 2 đều được dùng bằng đường uống. Các thuốc thế hệ 1 bao gồm Clorobamid, Tobutamid và Tolazamid.
Các Suvonin urea thế hệ 2 mạnh hơn và ngày nay được sử dụng phổ biến hơn, bao gồm Glibizid, Gliburid và Glimepiride. Những bệnh nhân đáp ứng tốt nhất với các thuốc hạ đường huyết dạng uống như Suvonin urea là những bệnh nhân chỉ phát triển đái tháo đường tiếp 2 sau 40 tuổi và mắc bệnh dưới 5 đến 10 năm. Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm hạ đường huyết, tăng cân và rối loạn tiêu hóa như buồn nôn. Cần lưu ý là thế hệ thứ hai thường liên quan đến hạ đường huyết nghiêm trọng hơn vì những thuốc này tác dụng mạnh hơn. Suvonin urea có thể gây ra các phản ứng dị ứng như phát ban. Trong những trường hợp hiếm hoi, chúng cũng có thể gây ra hội chứng Stevens-Johnson. Đối với các tác dụng phụ cụ thể theo từng thế hệ, các Suvonin urea thế hệ 1 có thể gây ra các phản ứng giống như disulfiram. Những người uống rượu trong khi sử dụng Suvonin urea thế hệ 1 có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đỏ bừng, chóng mặt và đau đầu. Theo chống chỉ định, không nên sử dụng Suvonin urea để điều trị đái tháo đường tiếp 1 hoặc nhiễm ton xê tôn do đái tháo đường. Một nhóm thuốc khác là meclitinib cũng ngăn không cho mở các bơm kali nhạy cảm với ATP. Những thuốc này bao gồm gabapentinib và nateclinib và cũng giống như Suvonin urea, chúng được dùng bằng đường uống. Mặc dù có cơ chế tương tự như Suvonin urea, các thuốc này có tác dụng mạnh hơn nhưng thời gian tác dụng ngắn hơn nên thường được dùng trước mỗi bữa ăn để kiểm soát mức đường huyết sau ăn. Các tác dụng phụ là hạ đường huyết và tăng cân, do đó nếu bữa ăn bị bỏ lỡ, những người dùng meclitinib không nên dùng thuốc để tránh hạ đường huyết. Tiếp theo là các incretin, là một nhóm các hormone hỗ trợ làm giảm lượng đường trong máu bằng cách kích thích giải phóng insulin sau bữa ăn. Một loại incretin cụ thể là peptide giống glucagon hay GLP-1 đến từ ruột để phản ứng với mức đường huyết tăng lên. Trên thực tế, incretin chiếm từ 60 đến 70% sự bài tiết insulin sau ăn. Các thuốc chủ vận thụ thể GLP-1 như esenatide và ligaglutide hoạt động trên các thụ thể tương tự như GLP-1. Những thuốc này được tiêm dưới da để giảm lượng đường bằng cách tăng tiết insulin, giảm giải phóng glucagon, làm chậm quá trình làm gỏng dạ dày và tăng cảm giác no. Các tác dụng phụ thường gặp của các thuốc này bao gồm rối loạn tiêu hóa như buồn nôn và nôn, giảm cảm giác thèm ăn, sụt cân và mệt mỏi, hạ đường huyết khi dùng kết hợp với các thuốc hạ đường huyết khác. Incretin có liên quan đến nguy cơ tiềm ẩn đối với viêm tụy cấp tính. Nhóm ức chế dibeptidine peptide 4 hay thuốc ức chế DPP4 bao gồm các thuốc như sitagliptin và sasagliptin. GLP-1 bị mất tác dụng bởi DPP4. GLP-1 được biết là giải phóng từ ruột để đáp ứng với mức tăng đột biến của lượng đường trong bữa ăn và giúp kích thích giải phóng insulin. Do đó, thuốc ức chế DPP4, ức chế DPP4, điều này cho phép GLP-1 phát huy tác dụng lâu hơn, do đó làm giảm mức đường huyết. Vì vậy, cũng giống như các incretin, các thuốc ức chế DPP4 cuối cùng làm tăng tiết insulin, giảm giải phóng glucagon, làm chậm quá trình gỏng dạ dày và tăng cảm giác no. Tuy nhiên, trái ngược với incretin, những thuốc này được dùng bằng đường uống. Một số tác dụng phụ bao gồm rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, viêm mũi và nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc hô hấp nhẹ. Cần lưu ý là các thuốc ức chế DPP4 không gây tăng cân hoặc giảm cân. Cuối cùng, vì hầu hết các thuốc kích thích tiết insulin được chuyển hóa qua gan và bài tiết qua thận, những thuốc này nên được sử dụng thận trọng cho những người bị suy gan hoặc suy thận. Ngoài ra, việc sử dụng các loại thuốc này không được khuyến khích trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú. Tóm lại, thuốc kích thích tiết insulin là một nhóm thuốc hạ đường huyết lớn được sử dụng để điều trị bệnh đái tháo đường tiếp 2. Suvonin urea và meclitinib hoạt động bằng cách ức chế kênh kali nhạy cảm với ATP, làm tăng giải phóng insulin từ tế bào beta tuyến tụy.
Các thuốc chủ vận thụ thể GLP-1 như Eisenatide và Ligaglutide là incretin có nhiều tác dụng bao gồm tăng tiết insulin, giảm giải phóng glucagon và làm chậm quá trình làm gỏng dạ dày. Các thuốc ức chế DPP-4 như sitagliptin và sasagliptin ngăn chặn sự phân hủy GLP-1. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.